một cặp K165 đời 2017 này quý anh chị. Một chiếc là thùng mui bạc 2,4 tấn nha. Cái này là nguyên một cặp này là đời 2017, đăng ký 2018 hết toàn bộ. Cái chiếc màu xanh thì có máy lạnh, chiếc màu trắng thì không có máy lạnh, mà quý anh chị nào mà có nhu cầu ráp máy lạnh em ráp lại luôn cho quý anh chị luôn. Nhưng mà xe này thì nguyên cặp xe này thì em bán giá nghe là rất cảm giác luôn. Cái chiếc màu trắng này đời 2017, tải trọng 2,4 tấn, thùng mui bạc. Xe thì mới xét đăng kiểm nha. Nguyên một dàn lốp mới, một dàn lốp mới luôn. Xe zin hết cả xe. Rồi cái chiếc màu xanh này là tải trọng 2,3 tấn. 2,3 tấn thùng kín inox, mở cửa hông nè. Đó. Xét đăng kiểm cũng xét mới luôn. Tức là xe nào cũng xét tròn năm luôn. Bây giờ em đi chi tiết từng chiếc một. À quên, báo giá trước đã. Báo giá trước mới công. Cái xe màu trắng này nè là K165, Kia K165 đời 2017, đăng ký 2018, thùng mui bạc, không có máy lạnh, nguyên một dàn lốp mới, đăng kiểm mới. Xe này thì giá là 265 triệu. Còn cái Kia ở đây nguyên một cặp đều luôn là 265 triệu hết, nguyên một cặp luôn nha quý anh chị. Chiếc nào cũng 265 triệu hết nha. Là cái chiếc kia cũng đời 2017 luôn. Đời 2017 có máy lạnh zin hết từ A đến Z. Bây giờ đi chi tiết cho quý anh chị xem nha, tham khảo. Đây nè, vô nhìn cái dàn lốp là thấy phái rồi, thấy phái phái chảy nước miếng rồi nha. Đó, nguyên dàn lốp là thấy phái rồi. Đó, dàn lốp nè quý anh chị. Đó. Còn bây giờ đi đầu cabin nha. Đây. Tem zin, nước sơn zin. Nói chung là xe thì miễn bàn rồi, xe chuẩn chỉ rồi. Nói chung là đi tới đâu thì em mở tới đó coi thôi chứ. Xe này thì có đánh bát lại này. Đây này quý anh chị, zin, chất zin xe. Keo chỉ nguyên zin hết. Nha. 265 triệu. Nói chung là cái cánh cửa ở bên lề nó có bị lỗi một chút đỉnh, tí xíu em sẽ chỉ cho quý anh chị xem luôn. Chứ còn xe thì không có vô tung đụng va chạm. Xe nguyên zin hết nè quý anh chị. Nội thất là 3D nè. Nội thất là BD, 3D nè. Đó, đẹp không? Xe mỗi tội là không có máy lạnh thôi. Còn nếu mà muốn có máy lạnh thì cứ ráp vô tầm 8 triệu là em cho ráp vô luôn ha. Đây nè. Tem zin của hãng nè, Thaco nè, vẫn còn nguyên zin hết. Dàn vỏ lốp là chuẩn chỉ miễn bàn, nguyên dàn lốp mới luôn. Đây nè, cái xét đăng kiểm này quý anh chị, 25 tháng 8 năm 2024, là tròn một năm luôn ha, tròn một năm. Cái tem này mấy cái này là người ta dán quảng cáo nha quý anh chị, dán quảng cáo nguyên zin. Thôi được rồi, bây giờ mở ra luôn, mở cái nắp cốp này ra, mở cốp ra luôn em ơi. Này. Đây nè, mở ra cho quý anh chị xem nè. Đây, dấu sơn định vị nè, sơn định vị còn nguyên zin hết toàn bộ nè, còn nguyên hết. Đây nè, từ khe từ ngóc ngách soi cho quý anh chị xem nè. Xe nó zin tới cỡ nào nha, tức là phía nó không hề va chạm hay tung đụng gì ở phía trên này nha. Đi tới đâu em soi tới đó cho quý anh chị nha. Đây nè, cái cabo nè, cabo là không hề có va chạm. Tại vì cái cabo này là cái mặt tiền, nếu mà có va chạm hay không là tán vô là cái cabo là đầu tiên đúng không? Đó, là xe zin nha. Rồi xong. Riêng cái phần đầu cabin. Bây giờ hạ cái này qua rồi em qua bên này em soi cho quý anh chị xem ha. Đây. Đây, cái này là có tút tát lại một tí xíu ngay chỗ cái đây. Tút tát này ngay chỗ này. Đây nè, cái dấu sơn là có tút lại nè ha. Có cái dấu sơn lại quý anh chị thấy không? Xe giá trị này nhưng mà có làm sao em báo lại cho quý anh chị xem. Không hề nói dối tí nào. Đây nè, keo chỉ nè, vẫn còn nguyên zin hết nè. Bây giờ mình kéo cái xương trụ ra thử có va chạm tung đụng gì không nha. Đây nè quý anh chị thấy không? Cái xương trụ là còn nguyên zin ha. Không hề có dấu hiệu va chạm hay tung đụng gì hết đó nha. Đây. Hồi nãy em có nói là bên lơ nó có một tí xíu là bên cái cạnh cửa đó, nó có lỗi một chút đỉnh là đây. Quý anh chị nhìn không ra đâu. Đây, lỗi một tí xíu, cái dạng mà mở cửa đó, mở cửa tán vô nó bị móp một chút ở đây nè. Cho nên ở đây nó có dấu sơn. Cho nên người ta sơn lại nè.
thì nó mót một chút, người ta vỗ lại, vỗ lại cái khúc này nè, nó sẽ mất cái, mất cái phần keo cái khúc này thôi. Nhưng mà ở trên này còn nguyên si, và tất cả các chỗ xe là còn nguyên zin hết toàn bộ nha quý anh chị. Xương trụ là không hề va chạm tung đụng nè quý anh chị, thấy không? Tức là cái này là mở cửa tài, cái này là lơ xe mở cửa, vô tình tán vô cái gì đó một tí xíu thôi, ngay chỗ này, là ngay chỗ này nè đó, cho nên người ta sơn lại một tí xíu này, thì cái này là không đáng kể, một tí xíu gọi là không đáng kể. Cho nên có xe thì có sao, tại vì xe giá trị mình phải tả chuẩn, có làm sao mình chỉ chuẩn xác cho bà con coi để mất công. À, cái xe này là mở bửng, cái này là đây nè, mở bửng hông này được nha quý anh chị, tức là xe này mở bửng hông này được nè ha. Rồi cái dàn lốp nè, thấy chưa, quá trời quá đất đẹp, sexy nè quý anh chị, cái sexy nè, dàn gầm sexy. Cái thùng là Panosin, cái thùng là thùng Panosin đóng lên nha. Hai bên người ta dán, cái này là dán cái dán quảng cáo mà. Em mới về xe cho nên chưa có lột ra. Xe thì về cho nên chưa có lột ra nha. Em vẫn để nguyên. Còn cái lòng thùng á là lòng thùng bằng sắt. Lòng thùng sắt nha. Đây. Xe này người ta chỉ chở tạp hóa thôi nè. Cái thùng sắt lá me nè quý anh chị. Phẳng lì. Bạc ok. Nói chung bạc nó không mới, nhưng mà không lũng, không thấy ông trời. Đó. Nhìn cái xe rất liền, rất đẹp luôn. Xe zin hết. Cái giá là quá yêu thương luôn. Đời 2017, đăng ký 2018. À, quý anh chị nào mà có nhu cầu, khi mua xe là em sơn lại cái cản này nè. Bây giờ em vẫn lên mộc à. Chứ cái cản này là sơn lên là rất đẹp nè quý anh chị. Cái cản này sơn lên rất đẹp. Cái máy là ok nè, không hề đổ hơi hám này. Máy đời 2017 mà. Máy là không hề đổ hơi tí xíu nào hết. Máy ngọt ngào luôn. Máy khô rang luôn nè. Tại vì để cứ để mộc, chứ còn cái này mà rửa ra là cái máy nhìn rất đẹp nha quý anh chị. Rửa ra rất đẹp luôn. Dàn sexy nè. Vỏ lốp nè. Dàn gầm cabin nè. Rất đẹp. Cái miếng mà cách nhiệt, miếng nóng cách nhiệt vẫn còn nguyên nè nha quý anh chị. Rồi, cái chiếc này thì quý anh chị nào mà có nhu cầu em để lại cho quý anh chị là 265 triệu bao rút hồ sơ nha. Bao rút hồ sơ cho quý anh chị. Xe này bao rút hồ sơ rồi. Rồi tiếp đây là cũng 265 triệu. Xe này thì nói chung là zin cả xe rồi, cũng thùng kín, nhưng mà xe này có dàn lạnh nha, có máy lạnh rồi đầy đủ. Inox cửa hông. Xét đăng kiểm là tới tháng 7 năm 2024, cuối tháng 7 năm 2024 nữa nè. Xe zin cả xe, nước sơn zin cả xe luôn. Đến nỗi mà cái cản á, là bị móp một chút xí thôi, một tí xíu gọi là thôi, nhưng mà em vẫn để nguyên này quý anh chị, thấy chưa, em vẫn để nguyên, em không dám đụng vô. Thì lúc nào mà quý anh chị nào tới chốt xe thì em mới làm cái này, tại vì để cái này cho quý anh chị thấy, chứ mất công là làm lại thì lại phải sơn lại, mà sơn lại quý anh chị là nó nghĩ là nó bị tung đụng nặng. Cái này chỉ có va chạm nhẹ nhàng thôi, nhưng còn riêng cái đầu cabin là zin 100%, em khẳng định cái đầu cabin này zin 100%, máy 7 màu, nguyên dàn vỏ lốp là còn tầm 70% đều. Đây nè, dỡ cái mặt capo ra cho quý anh chị xem ha. Ốc tán định vị còn nguyên zin hết nè, thấy chưa, còn nguyên zin hết, không có thiếu thứ gì hết. Có máy lạnh hãng nè, máy lạnh hãng nè. Đây nè, capo soi từ từ cho quý anh chị xem nè, nó có tung đụng hay va chạm là thường thường vô mấy cái mặt capo này trước nè quý anh chị, nhưng cái mặt capo này là không hề có dấu hiệu va chạm hay tung đụng nha. Tức là bởi vậy em mới khẳng định là zin 100% đó. Đó là đầu cabin, còn cái cản mình không tính nha. Cái cản thì đã có va chạm chút đỉnh rồi, chứ còn riêng cái đầu cabin là nó zin nguyên. Đây nè, tem zin, nước sơn zin nguyên cả con. Nước sơn zin nguyên cả con. Nhìn xe rất đẹp luôn, rất chuẩn luôn. Thì mình đi là hôm nay là đi nguyên một cặp đời 2017 Kia, nhưng mà bên dòng bên Kia thì bên em còn rất nhiều, tới mười mấy chiếc xe Kia nữa. Đây là keo chỉ nguyên zin này quý anh chị, thấy chưa? Riêng mà nói về dòng Kia thì bên em vừa thùng kín vừa thùng kèo bạc còn tới mười mấy chiếc quý anh chị. Nhưng mà cái cặp này là cái cặp mà
máy cơ, cuối cùng của máy cơ đời 2017 đăng ký 2018. Có điều hòa nha, xe này có điều hòa. Nội thất là miễn bàn, quá trời xuất sắc, quá trời đẹp. Đây này, kéo ra, thực ra nước sơn zin thì mình cũng không cần kéo này ra, nhưng mà lỡ quý anh chị ở xa thôi, xe nào cũng phải kéo ra cho quý anh chị xem này, thấy không? Nó zin nguyên luôn, từ A đến Z. Ở đây là bên lơ nha, tí xíu em qua bên tài em cho quý anh chị xem, soi cho quý anh chị xem luôn nha. Đây, cái dàn gầm nè, quá trời đẹp nè, ốc tán 7 màu luôn, định vị còn nguyên zin nè. Chiếc xe này người ta được giữ rất kỹ luôn. 265 triệu cho quý anh chị nào sở hữu 2017 đăng ký 2018 cuối cùng của máy cơ. Đây nè, từng khe từng chỉ nè, tem zin nè, của hãng vẫn còn nguyên zin nè. Tải trọng là 2,3 tấn nè, tải trọng 2,3 tấn đời 2017 đăng ký 2018. Xe zin hết quý anh chị, zin từ A đến Z. Đây keo chỉ nè, đi từ từ lại thôi để quý anh chị xem cho nó kỹ. Khỏi cần tới bãi xem xe, mấy xe này thì khỏi cần tới bãi xem xe, có quyền chốt qua điện thoại, càng vui càng ngon. Đó, đây nè, kéo cái xương trụ ra cho quý anh chị xem luôn nè. Đó, còn zin nguyên này quý anh chị, còn zin nguyên của hãng ha, thấy chưa, xe rất đẹp luôn, nguyên cặp xe này. Bây giờ giá thị trường là hạ rồi đó quý anh chị, chứ kỳ trước cách đây chỉ cần 2 tháng trước thôi thì mấy giá xe này cũng phải là xem 300 nha. Ở 300 triệu mới đụng vô được cái K165 đời 2017 máy cơ này. Tại vì nó là cuối cùng của máy cơ mà. Mà máy cơ thì rất nhiều người đã ưa thích, rất nhiều sự chọn lựa của khách hàng. Đây là cái bựng mở hông, mở cánh dơi, mở hông luôn, thùng kín thì em vừa mới xét đăng kiểm xong. Tức là quý anh chị nào mà đi bán hàng lưu động cũng ok nè. Thùng kín mà mở cửa bán hàng lưu động là chống lên, chống cánh dơi mở hông ra. Nhìn xe, tổng thành xe của người ta nè, nhìn rất đẹp luôn quý anh chị. Đời 2017, xe này thì tất cả các giấy tờ thủ tục thì em đã bao rút hồ sơ cho quý anh chị. Còn quý anh chị nào mà có nhu cầu sang tên, về tỉnh nhà mà sang tên mà chưa có người thì em sẽ hỗ trợ người sang tên cho quý anh chị luôn nha. Tại vì bây giờ trong thời gian này mà định danh rồi nó hơi khó khăn. Đây quý anh chị thấy dàn gầm không? Còn cái tem mà còn dán ở dưới cầu mà, thấy không, cái gầm cầu nè, ở dưới cầu á là vẫn còn cái tem dán ở vô cái cầu luôn. Cái cầu sau có cửa mở hông này quý anh chị, cửa mở hông thuận tiện cho quý anh chị lên xuống hàng. Bây giờ quay cái lòng thùng cho quý anh chị xem ha. Đây, cái lòng thùng của em nó là đây nè. Đây, cái sàn là sàn sắt luôn nha, sàn sóng gân, sàn sắt, sàn zin của người ta vẫn còn nguyên zin. Đây, có cửa mở hông này quý anh chị, cửa mở hông để thuận tiện cho việc lên xuống hàng ha, thùng kín mà. Bên lơ là có cửa mở hông, mà bên tài là mở cánh dơi để thuận tiện cái việc mà bán hàng lưu động á. Dàn vỏ lốp nè, nó đều tầm 6-70% thôi. Máy lạnh hãng, máy lạnh zin nguyên, sắc xi cực kỳ đẹp. Ốc tán định vị còn nguyên zin nè quý anh chị. Nè, đây nè, chưa hề mở, có dấu hiệu mở ra gì hết nè. Định vị của hãng vẫn còn nguyên zin. Máy là miễn bàn, cái máy quá đẹp luôn à. Máy này thì đẹp. Trời đẹp, xuất sắc, không chê vào đâu được, máy lạnh đồ đầy đủ, dàn gầm. Đây là cái dàn gầm nè, cabin nè. Nói chung là xe siêu nồi, nguyên cặp xe này quá đẹp quý anh chị. Mà giá thì quá rẻ, giá quá rẻ. K165 đời 2017 đăng ký 2018 mới xét đăng kiểm 1 năm. Một chiếc thùng kèo bạc, một chiếc thùng kín mà một chiếc chỉ có 265 triệu là cái giá quá mềm rồi. Quá mềm luôn. So với giá thị trường hiện tại bây giờ thì giá rớt so với 2 tháng trước là tầm vài chục triệu, mấy chục triệu lận. Quý anh chị nhanh tay gọi cho bấm vô số điện thoại
Em là 0933 780102 là cái số Zalo á. Có gì em gửi qua chi tiết hình ảnh xe, sổ đăng kiểm và tất cả mọi giấy tờ liên quan. Hoặc là gọi cho em cái số hotline 0977 317 268. Hoặc là em mời tới cái bãi xe của em là 2123 Đoàn Văn Cự, phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Bên em còn nhiều sự lựa chọn cho quý khách hàng nha. Rồi, em Bùi Hiếu kính chúc quý anh chị một ngày luôn luôn vui vẻ, luôn luôn thành công trong công việc nha. Em Bùi Hiếu xin chào.